vị, chúng ta hãy nán lại đến tận cuối chương trình để cùng chứng kiến nghi thức cắt bánh và rót rượu champagne của hai anh chị. Xin mời quý vị, chúng ta có những chai champagne trên bàn. Xin quý vị chúng ta hãy cùng nhau mở chai champagne đó với cô dâu và chú rể. Em bên mình anh lặng yên dưới bàn thờ, và quanh chúng ta là vui sướng tràn hòa. Thưa quý vị, xin quý vị hãy làm đầy ly rượu của mình, để một lát nữa thôi chúng ta sẽ cùng nâng ly với hai anh chị. Giao vụ và lễ vụ. Rice man, groomsman. Và tay nắm tay rồi. Đời thôi bắn tay lẻ loi kết đôi rồi. Từ đây nấu cơm để tôi hết u hoài. Ave Maria.
Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nâng ly với nhau để chúng ta sẽ cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai anh chị. But now we are going to make a toast together, and this is going to be in both Vietnamese and English, okay? Xin mời chúng ta hãy cùng nâng ly.